Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức bài 75 ôn tập trung tiết 2. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách đặt mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là các em vào phần luyện tập 1, đặt tính đổi tính, câu E. 2564 cộng với 3819. Rồi, trước hết là các em nhớ đặt tính sao cho đúng. Các chữ số trong cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. Rồi, khi cộng thì các em cộng từ bên phải sang bên trái. 4 cộng 9 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, 7 cộng 1 bằng 8. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6. Câu B. 62.835 trừ 24.173. Các em trừ từ bên phải sang bên trái. 5 trừ 3 bằng 2. 3 không trừ được 7. Các em lấy 13 trừ 7 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7. 7 trừ tiếp đi 1 bằng 6. 2 không trừ được 4. Lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5. 5 trừ 2 bằng 3. Câu C. 342 nhân với 14 nhân với số có 2 chữ số. Rồi các em lấy 4 nhân trước. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 3 bằng 12, thêm 1 là 13. Như vậy ta được tích riêng thứ nhất là 1368. Rồi tiếp theo, 1 x 2 bằng 2. Các em viết 2 lùi sang bên trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất. 1 x 4 bằng 4. 1 x 3 bằng 3. Ta được tích riêng thứ hai là 342. Bây giờ các em cộng 2 tích riêng lại. Hạ 8. 6 cộng 2 bằng 8. 3 cộng 4 bằng 7. 1 cộng 3 bằng 4. Câu D. 2625 các em chia cho 15. 15 là số có 2 chữ số. Chia cho số có 2 chữ số thì các em chọn 2 chữ số để chia. Rồi các em lấy 26 chia 15. Ta nhẩm được 1. 1 x 5 bằng 5. 6 trừ 5 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 trừ 1 bằng 1. Hạ 2 được 112. Lấy 112 chia cho 15 thì các em nhẩm được 7. 7 x 5 bằng 35. 42 trừ 35 bằng 7, viết 7 nhớ 4. 7 x 1 bằng 7, thêm 4 là 11. 11 trừ 11 bằng 0. Hạ 5 được 75. 75 chia 15 được 5. Rồi 5 x 5 bằng 25. 25 trừ 25 bằng 0, viết 0 nhớ 2. 5 x 1 bằng 5, thêm 2 là 7. 7 trừ 7 bằng 0. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, đặt tính đổi tính. Chúng ta ôn lại phép cộng hai số thập phân. Trước hết là các em nhớ chúng ta phải đặt tính sao cho đúng. Cách đặt tính đúng này. Dấu phẩy các em đặt thẳng cột với dấu phẩy. Hàng đơn vị các em đặt thẳng cột với hàng đơn vị. Hàng phần 10 các em đặt thẳng cột với hàng phần 10. Rồi các hàng khác thì tự nó sẽ thẳng hàng theo.
Được chưa? 148,32 cộng với 270,84 kem cộng từ bên phải sang bên trái. 2 cộng 4 bằng 6. 3 cộng 8 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 8 thêm 1 là 9, 9 cộng 0 bằng 9. 4 cộng 7 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2, 2 cộng 2 bằng 4. Rồi dấu phẩy các em viết thẳng cột. Rồi câu B, 197,25 trừ đi 92,73. Trước hết là các em nhớ đặt tính sao cho đúng. Dấu phẩy đặt thẳng cột với dấu phẩy. Hàng đơn vị đặt thẳng cột với hàng đơn vị. Hàng phần 10 đặt thẳng cột với hàng phần 10. Các hàng khác là tự nó sẽ thẳng hàng theo. Các em nhớ nha. 5 trừ 3 bằng 2. 2 không trừ được 7. Lấy 12 trừ 7 bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6. 6 trừ 2 bằng 4. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 1. Dấu phẩy các em viết thẳng cột. Rồi câu C, 34,6 nhân với 5,7. Nhân hai số thập phân với nhau thì trước hết là kem coi như là mình nhân hai số tự nhiên với nhau. Kem coi như là 346 nhân với 57. Dấu phẩy kem xử lý sau. 7 nhân 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 7 nhân 4 bằng 28. Thêm 4 là 32, viết 2 nhớ 3. 7 nhân 3 bằng 21. Thêm 3 là 24. Ta được tích riêng thứ nhất là 2422. Tiếp theo là các em lấy 5 nhân. 5 nhân 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. Các em viết 0 lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. 5 x 4 bằng 20, thêm 3 là 23, viết 3 nhớ 2. 5 x 3 bằng 15, thêm 2 là 17. Ta được tích riêng thứ hai là 1730. Bây giờ các em cộng 2 tích riêng lại. Hạ 2. 2 cộng 0 bằng 2. 4 cộng 3 bằng 7. 2 cộng 7 bằng 9, hạ 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý dấu phẩy như sau. Số 34,6 phần tập phân của nó có 1 chữ số. Số 5,7 phần tập phân của nó có 1 chữ số. Vậy hai số này phần tập phân có tất cả là 1 cộng 1 bằng 2 chữ số. Đối với tích kem tính từ phải sang trái, kem đếm 1, 2, đặt dấu phẩy. Như vậy, kết quả bằng 197,22. Rồi câu D, 28,8 chia cho 4,5. Số 4,5 tức là số chia, phần tập phân có 1 chữ số. Vậy, đối với số bị chia, các em dùng dấu phẩy chuyển sang bên phải 1 chữ số. Chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số, ta được số 288. Đồng thời bỏ dấu phẩy của số chia đi. Đến đây các em chỉ việc tính 288 chia cho 45. Rồi 288 chia cho 45 ta ước tính được 6 lần. 6 x 5 bằng 30. 38 trừ 30 bằng 8, viết 8 nhớ 3. 6 x 4 bằng 24. Thêm 3 là 27. 28 trừ 27 bằng 1. Để tiếp tục phép chia, các em viết dấu phẩy vào bên phải số 6. Đồng thời viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. Ta được 180. Lấy 180 chia cho 45 thì ta nhẩm được 4 lần. 4 x 5 bằng 20. 20 trừ 20 bằng 0, viết 0 nhớ 2. 4 x 4 bằng 16, thêm 2 là 18. 18 trừ 18 bằng 0,
Như vậy thương là 6,4. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, tính giá trị của biểu thức. Rồi, các phép tính này thì các em đã rất là thành thục rồi. Đây chỉ là bài ôn tập thôi. Đối với bài này thì các em sẽ bấm tạm dừng video, các em sẽ thực hiện trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi, trước hết là câu E. Các em nhớ là có phép cộng, phép chia thì nhân chia trước, cộng trừ sau. Các em thực hiện phép chia trước. 1736 chia 4 bằng 434. Sau đó các em lấy 2354 cộng với 434 thì bằng 2788. Câu B. Biểu thức có dấu ngoặc thì các em nhớ là tính trong ngoặc trước. 37,8 trừ 32,5 các em tính bằng bao nhiêu? Bằng 5,3. 21,4 nhân với 5,3 bằng bao nhiêu? Bằng 113,42. Rồi câu C. Câu C trừ rồi cộng các phân số với nhau. Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì các em cứ tính từ trái sang phải thôi. Trước hết là các em lấy 5/6 trừ đi 2/3 trước. 6 chia hết cho 3, chọn 6 là mẫu số chung. Lấy 6 chia 3 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 3 nhân 2 bằng 6, 2/5 tạm thời giữ nguyên. 5/6 trừ 4/6 bằng 1/6. 1/6 cộng thêm 2/5. 6 không chia hết cho 5 thì các em nhân chéo mẫu lên. 1/6 nhân cả tử và mẫu với 5, còn 2/5 thì nhân cả tử và mẫu với 6. 1 nhân 5 bằng 5. 6 nhân 5 bằng 30. 2 nhân 6 bằng 12. 5 nhân 6 bằng 30. 5 cộng 12 bằng 17, 17/30. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4, tính bằng cách thuận tiện. Rồi, tính bằng cách thuận tiện. Câu E. Chúng ta có nhận xét biểu thức chính là tổng của hai tích. Tích thứ nhất cộng với tích thứ hai. Hai tích này có chung một thừa số thì các em sẽ áp dụng cho thầy. A nhân B cộng A nhân C. Hai tích có chung một thừa số là A, các em đặt A ra bên ngoài. A nhân với mở ngoặc, bên trong sẽ là B cộng C. Ở đây các em đặt A ra bên ngoài. Thừa số chung là 137, các em đặt ra bên ngoài. Thì bên trong dấu ngoặc sẽ là 25 cộng với 75. 25 cộng với 75 bằng 100. 137 nhân với 100 thì bằng 13.700. Các em viết thêm 2 chữ số 0 vào đằng sau số 7. Rồi câu B. 4/9 cộng 3/5 cộng 5/9. Để thuận tiện thì các em áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Các em cộng 2 phân số cùng mẫu với nhau trước. 4/9 và 5/9 cùng mẫu. Bằng bao nhiêu các em với cộng tiếp với 3/5? 4/9 cộng 5/9 thì bằng 9/9. 9/9 cộng tiếp với 3/5. 9/9 tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1. 1 cộng với 3/5. Cách tính nhanh là các em lấy 1 nhân 5 cộng 3. Ta được tử số là 8. 1 nhân 5 cộng 3, tử số là 8, mẫu số là 5. 1 cộng với 3/5 giống như là cách chúng ta chuyển cái hỗn số 1 và 3/5 thành phân số rồi, đúng không? Tiếp theo là câu C. Câu C thì các em lưu ý này. Số 124,46 và số 75,54
Nếu các em lấy hai phần thập phân cộng với nhau thì nó bằng 100. Đúng không? Vậy để thuận tiện các em sẽ kết hợp hai số thập phân này vào một nhóm. 124,46 cộng với 75,54 thì nó bằng 200. 200 cộng với 98,31 thì bằng 298,31. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 5, các em tính câu E. 14 giờ 36 phút cộng với 5 giờ 15 phút bằng bao nhiêu? Rồi trước hết là các em đặt tính này, phút thẳng cột với phút, giờ thẳng cột với giờ. Các số thì hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Cộng từ phải sang trái, cộng phút trước, giờ sau. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4, 4 cộng 1 bằng 5. 36 cộng 15 thì bằng 51. 51 phút. 14 giờ cộng 5 giờ bằng 19 giờ. Được chưa? Số phút bé hơn 60 thì các em giữ nguyên, không cần phải đổi ra giờ. Rồi, vậy là 14 giờ 36 phút cộng với 5 giờ 15 phút thì bằng 19 giờ 51 phút. Câu B. 10 giờ 15 phút trừ đi 6 giờ 30 phút. 15 phút không trừ được cho 30 phút. Thì trước hết là các em phải đổi 10 giờ 15 phút. Các em tách 1 giờ ra, đổi thành phút thì ta được 9 giờ 75 phút. 10 giờ bớt đi 1 giờ còn 9 giờ. 1 giờ bớt đó các em đổi thành 60 phút. 60 phút cộng thêm 15 phút bằng 75 phút. 9 giờ 75 phút trừ đi 6 giờ 30 phút. 75 trừ 30 bằng 45, 45 phút. 9 trừ 6 bằng 3, 3 giờ. Số phút bé hơn 60 thì các em giữ nguyên, không cần phải đổi ra giờ. Vậy 10 giờ 15 phút trừ đi 6 giờ 30 phút thì bằng 3 giờ 45 phút. Tiếp theo là các em sang câu C. 4,5 giờ nhân với 3. Rồi, các em lấy 4,5 nhân 3 thôi. 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 nhân 4 bằng 12, thêm 1 là 13. Số 4,5. Phần thập phân có một chữ số thì số 135, các em tính từ phải sang trái. Dùng dấu phẩy tách ra một chữ số bằng 13,5 giờ. Vậy 4,5 giờ nhân 3 bằng 13,5 giờ. Rồi tiếp theo là 38,5 phút chia 5. Lấy 38,5 chia 5. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Các em lấy phần nguyên chia trước. 38 chia 5 được 7. 7 nhân 5 bằng 35. 38 trừ 35 bằng 3. Chia xong phần nguyên, các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Rồi đồng thời các em hạ phần thập phân xuống để chia. Hạ 5 xuống được 35. 35 chia 5 được 7. 7 nhân 5 bằng 35. 35 trừ 35 bằng 0. Như vậy là 7,7 phút. 38,5 phút chia 5 bằng 7,7 phút. Rồi bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.